Nhà du lịch này ai cũng nông thôn mình ai cũng biết. Mà trước khi đi du lịch phải hồng và cây mốc. Cây mốc là cây vàng làm bằng inox. Dài khoảng 1,5 m. Cái lữ thì làm bằng inox y như cái lưỡi dao. Trước thì làm mũi bán nó cúp lại mình về du lịch nó mới dính. Mốc lịch thì mình lựa cái bãi chản đồ đất sình nhiều, lịch nó mới ở nhiều. Cái mốc lịch á mình mốc bề ngang nó khoảng cỡ 1,5 m đến 2 m, quyều phải sức mạnh lực, quyều dính con lịch là mình nghe cái sột mình biết là dính con lịch liền. Khi con lịch nó dính á mình dở lên không hay, mình dính dở lên nó dính vô có cái móc dính vô con lịch nó đi không được, nó xúc không xúc. Còn con lịch thì mình thấy nặng tay quá mình thấy ấy xuống mình bắt nó, sợ lịch bự nó xảy. Ngày mình cái quyều ngày thì cũng được 50 kg lịch. Lịch thì bán ký 70-80 ngàn, ngày cũng được 200-300 ngàn. Mình cũng lỗi sình nổi bỗng như miễn sình miễn chai rồi đó, nó cắt mình đứt giò đứt đồ cũng nguy hiểm. We'll be right back.